What's up you guys? Welcome to my channel. Hello. Hello tất cả mọi người nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Đến hẹn là lên thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái cuốn sách, một cái cuốn mà gọi là cái cuốn này gọi là cuốn sổ đấy. Cuốn sổ của một người cũng có thâm niên làm việc lâu năm rồi, cũng là một doanh nhân. Thì ở cái một doanh nhân mà ông này hiện đang làm là Việt kiều ở Mỹ. Mình học được rất nhiều từ người này. Chú ấy tên là Dean Nguyễn. Trên YouTube mình có những cái video động lực nói về của chú ấy để giúp cho giới trẻ Việt Nam, thì các bạn lên YouTube các bạn có thể search là Dean Nguyễn thì sẽ có những cái video của chú ấy làm rất là hay, cống hiến cho người Việt Nam rất là nhiều. Đối với giới trẻ này thì chắc chắn chúng ta cũng phải thắc mắc và luôn luôn tìm kiếm những câu hỏi, tôi là ai, rồi tôi là người như thế nào, tôi mong muốn gì, tôi có ước mơ gì. Mà đặc biệt câu hỏi tôi là ai, rất là nhiều người mông lung chưa biết định hướng được cuộc đời của mình như thế nào, hướng đi như thế nào, rồi tất cả mọi thứ. Thì hôm nay thì mình cũng trước đây thì mình cũng có theo dõi chú Dean, tức qua những cái video động lực của chú, thì chú cũng có giới thiệu cho mình những cái lời hay ý đẹp. Và qua mấy mươi năm làm kinh doanh của chú thì chú đã đúc rút ra một cái quyển sách, một cái cuốn sổ đó. Bởi vì hai người mà chú Dean hay học đó là Robin Sharma và Jim Rohn. Những cái người này thì chú Dean bảo là đừng bao giờ mà bỏ sót một chữ nào của hai người này. Mình nhắc lại đó là Robin Sharma và Jim Rohn. Thì mình cũng có một ít sách của hai người này, thì bài vợ mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cuốn sổ mà chú Dean Nguyễn viết cho mọi người. Thì cái cuốn sách này có tên là Kiến tạo cuộc đời ngoại hạng của chú Dean Nguyễn. Thì đối với cuốn sổ này á, thì nó sẽ có 100 câu hỏi. Nó gồm 3 phần này. 3 phần. Phần thứ nhất đó là tôi là ai. Phần thứ hai đó là tôi muốn gì. Và phần thứ ba đó là tôi làm gì để đạt được cái mình muốn. Đó, đây là những câu hỏi mà thường trực trong tất cả mọi người, ai cũng có cái câu hỏi này, kể cả người trẻ hay là kể cả người già thì ai cũng đều thắc mắc câu này cả. Thì có cuốn sách này thì nó gồm 101 câu hỏi của 3 phần. Rất là hay, nếu mà mọi người trả lời được câu hỏi này thì cũng khá là tốt. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì có những cái câu hỏi thì mình cũng chưa đủ tầm để trả lời. Hy vọng là một ngày gần nhất mình đủ trải nghiệm thì mình sẽ trả lời hết. Nhưng mà mình sau đây thì mình sẽ đọc cho các bạn một số cái câu nói mà câu hỏi mà có thể rất là hay này. Đây. Ở phần 1 tôi là ai á, thì sẽ có những câu nói như là câu hỏi như là có điều gì khiến bạn sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để đạt được hay không? Ở cái phần tôi là ai đấy, chắc là chú muốn là chúng ta tìm hiểu về bản thân mình nhiều hơn. Tiếng Anh là name one thing that you would be willing to do even in the face of danger. Đó. Đấy, thì sẵn đây thì mình cũng đọc tiếng Anh cho nó rèn luyện luôn. Đó là câu thứ nhất. Cái này thì cũng hay phết. Có những câu hỏi tuyệt vời này. Có những câu hỏi là đến những cái câu như là nếu được phép chọn 3 người bất kỳ làm cố vấn cho mọi việc trong cuộc đời của bạn thì đó là những ai và vì sao bạn chọn những người đó. Rất là tuyệt vời các bạn. Nếu mà các bạn biết được cái câu hỏi này thì tuyệt vời rồi. Thực ra thì mình cũng chưa làm được cái điều này đâu, chỉ làm được sơ sơ thôi. Tức là mình cuốn sách này mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể có định hướng mà mua về đọc thôi. Mình còn trẻ mà. Giới thiệu. Nếu phải làm một việc đều đặn hàng tuần để cải thiện cuộc sống của bạn thì đó là gì? Cái câu này quá hay luôn.
thật sự nó rất là hay các bạn ơi. Nếu như bạn tìm ra được cái câu trả lời cho câu hỏi này thì đúng là cuộc đời bạn cũng sẽ thay đổi đấy. Hôm nay mình giới thiệu các bạn đây thì tối nay mình sẽ về tìm luôn, tìm mạnh luôn đấy. Cái câu này vĩ mô quá trời luôn. Có những câu rất là hay này. Nếu ông Bụt hiện ra và cho bạn ba điều ước thì đó là điều gì? Tức là if granted you three wishes, what would you do wishes be? Đó là hay. Nhưng là cái cuốn này thì nó khá là đặc biệt, thế nên là bạn nào mà đủ tầm rồi, bạn nào đủ trải nghiệm là bạn có thể trả lời được câu hỏi này, thì bạn đã nằm trong 5% của dân số thế giới rồi đấy. Chung là hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn đến một người, đó là chú Đinh Nguyễn. Chú Đinh Nguyễn là một người rất là tuyệt vời, đóng góp cũng rất là nhiều, tạo ra giá trị cũng rất là lớn. Thì mình cũng trước đây thì mình cũng thường xuyên là nghe những clip của chú chia sẻ, rồi những cái clip ngắn là clip dài là những cái livestream của chú đấy thì rất là hay. Mình cũng có theo dõi Facebook của chú thì cuộc sống rất là viên mãn, đi đây đi đó, đi vòng quanh thế giới luôn. Vừa rồi thì chú có tổ chức một cuộc đi bộ xuyên Việt, hình như là hồi tháng 4, tháng 3, hình như nhớ là vậy. Như năm ngoái, Tết năm ngoái này, Tết năm ngoái chú có tổ chức một cuộc đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn này. 60 tuổi rồi mà còn làm được như vậy thì mình cũng nghĩ là chú là một người rất là tuyệt vời. Thì mọi người nên tìm hiểu về chú trên YouTube, sách thì chú ít viết lắm, chỉ có một hai quyển này thôi. Hy vọng là mọi người tìm đọc nghe, tìm tìm mà nghe nha.